chào khách yêu nha. Sáng hôm nay em có lọc nè, có anh Độ qua lựa một cái nữ trang, anh lựa một cái lắc với một cái nhẫn nam nha. Đây, một cái lắc vờ sáp, lắc hàng rào vờ sáp, ba thẻ vờ sáp nha quý khách. Lắc này là gần 1 lượng 4. Đó. Móc máy viền đường nè, đeo nó sáng. Anh còn lựa thêm một cái nhẫn đeo phong thủy nữa, nhẫn đá xanh nha. Hai bên đai là đại bàng. Đó. Mẫu này mẫu đúc nha quý khách. Trong lòng mới là có giác lòng lưới luôn, mình đeo nó sẽ không bị cấn tay. Đây. Đó, đây là bộ nữ trang của anh. Bộ này của anh là gần 1 lượng 7 nha, là gần 60 triệu. Em mượn tay anh Độ anh đeo cho nha. Đó, nhìn xuông tay chưa? Em gửi anh hóa đơn nha, em cảm ơn anh chị đã qua ủng hộ tiệm nha. Cảm ơn chị. Em cảm ơn. Em chào khách yêu nha. Sáng hôm nay em có lọc ở Bình Tân này nè. Có chị Như, chị qua lựa hai bộ xi men bản vuông nha. Này, em đeo cho chị ha. Em mượn đây. Đây hai bộ xi men, bản này là bản 2,5 ly nha quý khách. Móc máy. Đây móc máy khúc. Tay dù nhỏ đeo nhìn thấy cưng ghê chưa? Hai bộ này là 9,5 triệu ha. Là tầm 33,9 triệu. Đó. Em gửi chị Như hóa đơn. Em cảm ơn chị đã qua ủng hộ tiệm nha. Cảm ơn chị nhiều ạ. À.